Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại kênh của Minh Khoa. Thì hiện tại Minh Khoa đang ở xã Thạnh Hội của thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Thì đây là cù lao, cái này là một cù lao đúng không cô? À, một cái cù lao gọi là cù lao Thạnh Hội. À, ở xung quanh đây thì cũng có một vài hộ gia đình là trồng cây bưởi da xanh. À, vườn này là vườn của cô Hoa. Vườn của cô Hoa đây thì cô Hoa cũng lớn tuổi rồi và bây giờ là đang cây bưởi này trồng được 4 năm rồi hả cô? Đúng không cô? Gần 4 năm rồi, chưa được 4 năm. Nhưng mà trái là chưa có thu đúng không cô? Chưa, hồi năm rồi cũng có một vài trái nhưng mà ít thôi. Dạ. Là năm ngoái là mình làm bông Tết là nó không ra cô hả? Đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay đến để trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cái vườn bưởi này cho cô. Thì cái cây của mình nó bị ghẻ lá nhiều quá cô, nó rụng lá. Rụng lá quá trời luôn nè. Cái này là mùa mưa cô không xịt thuốc gì hết hả? Đúng rồi, mùa mưa là ngưng không có xịt thuốc. Không xịt thuốc, là ý là mùa mưa là nó ít sâu bệnh là mình không xịt thuốc. Sau này là mùa mưa mình vẫn phải xịt nha. Khi nào nó ra lá non là mình phải xịt hết. Phòng từ lúc lá non, lá già thì mình không phải xịt. Nhưng mà lá non mình phải xịt. Nó có những cái loại sâu bệnh thường gặp trên cái cây bưởi da xanh mình thì nó có những cái loại cái này là như cái lá này nó bị ăn ăn như thế này là nó bọ cánh cứng với sâu nó ăn nè, ăn cái lá của mình nè. À, rồi cái này mình không phòng nó phải có sâu vẽ bùa này, thì khi sâu vẽ bùa nó tấn công vào nó gây ra vết thương ấy, bắt đầu nó mới phát ra cái bệnh ghẻ này. Đó, khi nó ghẻ rồi mình xịt thuốc thì nó sẽ rụng lá đi, cây của mình như nó trơ trọi. Bắt đầu bây giờ nó đang ra lá non mà cái này cô phòng cũng không kỹ nè, thấy lá non của cô là đều bị cắn phá nè. Cô nhìn kỹ ha, những cái lá non của cô đều bị, thứ nhất là côn trùng nó chích thuốc nè, rồi các cái loại sâu bọ nó ăn cái lá của mình. Đó, teo hết lá nè, có thấy không? Thấy không? Mấy cái lá này mình phòng không kỹ. Khi nó vừa nhú ra bằng cái hạt gạo, nghĩa là vừa nhú mầm mầm ra là mình phải phun một lần rồi. 7 ngày sau, 7 hoặc 10 ngày sau mình phun lại. Thì mỗi lần ra lá non như vậy á, mà tối thiểu mình phải phun 4 lần tới lúc lá nó chuyển lụa thì mình không phun nữa. Đó là cách mình phun thuốc. Còn phun thuốc, những phun thuốc gì á thì đối với giai đoạn lá non này thì mình phun thuốc sâu nè. Thuốc sâu có thể dùng những cái loại mà nó dạng sinh học ít độc hại thôi. Abamectin nè, rồi hoặc là emamectin, metrin, những cái gốc mà nó sinh học để mình phòng ngừa. Còn nếu nó bị nặng hơn thì mình phải phối những loại thuốc mà gốc hóa học vào. Rồi ngừa cái ghẻ lá này mình có thể dùng Anvin nè. Thì nói chung là rất là nhiều loại thuốc. Cái đó thì cô sẽ hướng dẫn cho cô bằng một cái quy trình. Còn cây của cô á, bây giờ là cây 4 năm rồi. Thì hiện tại á, một số cành á, thì nó vẫn còn là cành vượt. Xưa giờ cô có nắm mấy cách mà tỉa cành tạo tán không? Ông xã làm không? Dạ. Cô thấy là trong thân của mình là mình cắt bỏ hết những cái cành nhện ở trong thân rồi này. Thì đó là một cái sai của mình. Bởi vì sau này mình sẽ lấy trái trong thân. Mà bây giờ mình cắt dọn sạch rồi. Thì buộc mình phải lấy những cái tầng ở trên cao. Đó, có nghĩa là những cái cành nhện ở trên cao này. Như cái cành này là gọi là cành nhện này. Để cô chỉ sau này cô nhớ, cô đừng có cắt bỏ này. À, cô thấy không? Cái bông này nó ra từ cái cành nhỏ nhỏ này này. Thấy không? Cành chút xíu này này. Này gọi là cành mang quả, cành nhện. À, chứ nó không phải nó ra từ những cái cành mà cành lớn mà đi thẳng này đâu. À, mà nó sẽ ra từ những cái cành nhỏ như thế này. Và khi ra thì mình cũng phải phòng sâu bệnh luôn. Chứ không nó sẽ bị côn trùng nó chích thúc nó hư hết. Đó, thì bây giờ hiện tại này cây của mình đây là trồng khá là dày nha cô. Trồng mật độ 3 mét là cây này rất là dày đó. Cho nên là mình phải khống chế cái tán của nó. Để cho cây mình nó không to, không cao lên. Nếu không nó sẽ bị rợp. Không có ánh nắng thì nó sẽ không có quang hợp. Với lại nó cây của mình nó sẽ không có ra hoa đậu quả được. Thì mình cắt tỉa này. Đây nó có những cành này gọi là cành vượt này. Cô thấy không? Vượt có nghĩa là nguyên cả một cành dài này. Nó không có cành như cái cành tâm, những cái cành nhỏ mà để mình mang quả. Thì gọi nó là cành vượt. Thì sau khi mình vào dinh dưỡng rồi, mình sẽ cắt cành. Đó, mình vô dưỡng rễ rồi mình vô dinh dưỡng trước. Rồi mình bắt đầu mình cắt cành. Thì đây nó có từng cái khớp này. Cô để ý một con này nha. Sau này cô nói lại với chú nha. Đây nó có một cái khớp. Đây nó có một cái khớp. Hả? Từng khớp này. Thì mình tính từ cái khớp này đi lên khoảng độ hơn một gang tay là mình sẽ cắt. Cái này khoảng 25 phân mình cắt. À, thì khi mình cắt này mà mình đã vào dinh dưỡng phân bón trước đó rồi á, thì lúc này bắt đầu những cái mắt lá này nó sẽ bung cành ra. Nó bung những cành nhện ra. Hả? Bung những cành nhện này, cành nhỏ như thế này nè. Nó bung ra nhiều cành như thế này nè. Hả? Hoa nè, hoa nó ra từ những cành nhỏ này, có thấy không? Có thấy không? À, hoa ra từ những cành nhỏ như cành nhện này.
Thì cái mục đích mình cắt cành tạo tán là để mình tạo thật nhiều cành nhỏ như vậy, để sau này mình có thể mình lấy bông được nhiều. Không biết cắt dọn sạch hết trơn thì mình nó có cái ưu điểm khi mình cắt dọn sạch như vậy là nó ít nấm bệnh, nhưng thật ra mình vẫn phun thuốc để mình phòng ngừa được, chứ không cần phải cắt dọn sạch như vậy, mất rất là nhiều trái. À, tiếp tục đây cũng là một cành vượt nè, cô để cho con ha. Đây cũng là một cành vượt dài, rất là dài như này, có hình quả. Thì mình lại tiếp tục cắt, đúng không cô? Thì đây là một cái khớp, đây là một cái khớp, ha, trên này tiếp tục một cái khớp. Thì mình cắt từ đây lên đây 25 phân, thì mình cắt ở đây, đúng không? Trước đó phải vào dinh dưỡng, dinh dưỡng thì đó có một cái quy trình, cắt ở đây. À, đây cũng là một cái cành vượt, mình cũng sẽ cắt cho nó tạo thêm nhiều cành mang quả. Để sau là mình lấy trái cho nhiều, nhớ là cắt 25 phân từ cái khớp già này đó. Và cành phải lên gân trắng này nè, xanh là có những cái đường gân trắng như thế này, gọi là cành già, đã đủ già để mình cắt đó. Thì đợt này cô phải tiến hành làm cái này cho con, phải cắt tỉa đi những cái cành đó để mà tạo lại cái cành mang quả, tạo những cành hết này nè. Đây nè, những cành này là những cành nhện nè. Sau này mình lấy quả này, khi nó đã đủ độ già rồi mình sẽ lấy quả. Đó là những cái cành đó. Thông thường thì cô bón phân làm sao cô? Cô bón phân gì cho những cây này? À, một năm vậy là mình vô phân bò một lần. Dạ. Với lại vô phân 20-20-15. 20-20-15 là bao nhiêu lâu cô mới bón 20-20-15 một lần? Thôi một năm vậy là bón có một lần thôi. Một năm bón một lần duy nhất thôi. Dạ. Tại vì hồi nhỏ giờ là bự không có trái, chỉ nuôi cây thôi. Dạ. Làm bón một lần đó thôi. Bán một lần. Dạ. Thôi. Hèn gì đâu mà cây cô gần 4 năm rồi mà nó không lớn. Thật ra cái đất ở mình đây đất rất là tốt, đất ở Cù Lao mình đa số là đất phù sa không. Cây nó sẽ rất là tốt, nếu như cô chăm sóc tốt á thì cái cây này 2 năm tuổi thôi nó đã bự bằng cây này rồi. Dạ. Mỗi một năm á, thông thường á, cây bưởi da xanh của mình nó ra từ 4 đến 5 cây lá, đúng không? Thì mình phải bón từ 4 đến 5 lần phân. Mỗi khi mà lá nó già thì mình sẽ bắt đầu vào phân. Và phân 20-25 cũng được, hoặc là 30-10-10, hoặc là 22-18. Các loại phân mà có đạm cao, đạm mới lên cao thì mình sẽ bón nó được. À, khi mình bón như vậy á, thì bắt đầu nó sẽ bung lá non ra. Bung lá non ra thì mình sẽ phòng ngừa nấm bệnh với côn trùng. Đấy, khi nó cây nó lớn như thế này thì bắt đầu chúng ta có thể làm bông làm trái được. Đó, thành ra là mấy năm nay cô chăm sóc, nhưng mà rất may là cái cây của cô kiến thiết ban đầu nó tốt, là vì cô làm ủ nó cao, hệ thống thoát nước tốt, cây không bị ngập úng, thành ra là nó không bị vàng lá thối rễ. Ít à, vườn là ít bị vàng lá thối rễ, nhưng mà cây nó không lớn, không lớn vì mình chăm sóc như vậy là nó chưa đúng với cái cây này của mình. Một năm mình bón có một lần phân mà nó lên được như vậy. Hồi nhỏ thì bón nhiều lần, nhưng mà từ cái năm mà là làm trái không ra trái chứ thôi, không bón nữa. Không bón nữa hả? Ừ. Tại vì không làm trái không ra trái rồi vô phân nhiều rồi không biết sao. Không ra trái là buồn luôn, là không bỏ phân nữa luôn hả? Không chịu bỏ phân nữa, ổng cũng không xịt thuốc luôn. Dạ. Yeah. Tại vì cái lúc mà bón phân mà để ra trái á, thì bón nhiều, một năm vậy là mấy ký phân. Mấy ký lân với kali đồ hả con? Mấy ký 20. 20-15 luôn. Bởi cô bón mấy ký đó rồi làm sao ra bông được. Bởi vì khi cô bón cái loại đằng đó mà cô bón mấy ký 20-20-15 thì trong đó cái lượng lân nó cũng vừa phải, nhưng lượng đạm nó cũng cao. Lân thì đi riêng mấy bao lân. Dạ. Yeah. Có đi thì lân riêng. Có nghĩa là lúc đó cô chưa có tạo mầm được cho cái cây của không, mình. Không biết cái vụ đó. Mà mình lại bón nhiều phân NPK thì nó đẩy lá ra luôn, cây nó lớn lên luôn. Nó không ra bông. Ừ, nó không ra bông là đúng rồi. Nên là sau này mình sẽ có từng bước mình làm. Ngày trước đó mình bón lân, kali, rồi phun xịt những cái loại dinh dưỡng để cho nó tạo mầm hoa. Nó tạo mầm hoa là nó tạo mầm từ những cái cành nhện. Và những cái cành như thế này nó sẽ tạo mầm ở những cái cành nhện như thế này nè cô. À, những cành này nó sẽ tạo mầm nè. Thì nó tạo được những cái mầm hoa ở đây rồi, thì bắt đầu lúc đó mình mới kích hoa và nó đưa dinh dưỡng vào thì nó sẽ ra hoa và đậu quả. À, cây thì đa số là bệnh về trên lá nhiều. Vườn này thì không có bệnh về hệ rễ mà bệnh về hệ lá, là vì do cái cách phun thuốc là mình cũng ít có phun thuốc, cho nên là bây giờ nó ra là rất là bị cắn phá về mặt lá rất là nhiều. Thì nếu như vườn này á, chăm sóc bây giờ thì con về con sẽ làm cho cô một cái quy trình đầy đủ ha, từ những cái cách phun thuốc rồi bón phân như thế nào và thời điểm nào, thì con sẽ làm cho nó chính xác,
cho cô để cô áp dụng cái đó cô làm và chăm sóc lại cái vườn này để cây mình nó tốt, nó khỏe trở lại. Rồi bắt đầu qua Tết thì con sẽ hướng dẫn cô làm bông cái vườn này. Nói chung hiện tại thì tình trạng cây thì không có gì là quá nghiêm trọng, chỉ có là trồng dày là cái thứ nhất, là trồng dày thì bây giờ mình không chế tán, còn sau này nó lớn nữa thì mình phải cưa bỏ dần thôi. Đúng rồi, bỏ bớt cây đi à, là cái đó. Và thứ hai bây giờ mình phải phun xịt đúng thuốc, đúng thời điểm, bón phân đúng cách của nó để cây của mình nó sung, nó khỏe, tạo thêm thật là nhiều cành nhện rồi qua Tết mình làm bông à, thì đơn giản nó vậy thôi. Có gì con cái đó thì con sẽ viết và nhắn qua, nhắn cô đọc công việc có thể nhắn cho chị à, chị mà hay có chị con gái mà chị gọi con đó. Đúng rồi. Yeah. Thì hôm nay Minh Khoa đến hay xã Thành Hội của thị xã Tân Nguyên để mà tư vấn cho vườn bưởi cô Hoa. Thì cái video này cũng không có nhiều cái chia sẻ gì nhiều về kỹ thuật, nhưng mà cũng quay lại thứ nhất là để sau này cô chủ vườn là cô Hoa cô có thể xem lại để cô biết là cái những cái vườn của mình nó đang gặp cái vấn đề gì, và cũng như những bà con nào mà đang mới trồng hoặc là đang gặp phải tình trạng như là cô Hoa thì có thể xem cái video và rút ra được những cái kinh nghiệm cho riêng bản thân mình. Thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.